Hello các bạn, lại là Phúc đây. Một cái quán ăn chuyên bán đồ ăn của Thái nằm trong một cái con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Đây cũng là lần đầu tiên Phúc đến ăn do vô tình thấy trên bản đồ, cho nên sẵn tiện là một cái video review cho các bạn tham khảo nha. Từ ngã 6 Phù Động rẽ phải với đường Nguyễn Trãi, vừa chạy qua đường Nguyễn Văn Tráng thì các bạn chạy đến hẻm 150 rồi rẽ phải vào chừng 5 căn nhà sẽ thấy quán nằm ngay bên tay phải tại số 150 xuyệt 8B đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 1. Quán sẽ bán từ 9-10 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm mỗi ngày nha. Khi mà vừa bước chân vào quán thì các bạn nhân viên sẽ phát cho cái tờ giấy menu để chọn nè, có sẵn luôn giá của từng món luôn nha. Phúc gọi một phần hủ tiếu xào Thái, một phần gỏi xoài cá trê, một phần xiên heo, một phần xôi xoài, 2 ly trà sữa Thái, tổng là 300.000. Để bây giờ Phúc review sơ qua về menu cho các bạn tham khảo nha. Các món gỏi đu đủ ba khía, xoài cá trê từ 35 cho đến 55, hủ tiếu xào, cơm bò, cơm cà ri, cơm chiên trái thơm đồng giá là 75, miếng tôm dùm, miếng cà ri giá là 69.000, tàu hủ Thái, xoài xoài, nước cốt dừa, kem dừa giá là 35. Các loại xiên bò, xiên gà, heo cánh gà, chân gà đồng giá là 39.000, gọi thêm dĩa xôi ăn kèm là 15.000. Các món nước giá từ 15 cho đến 25.000, trà sữa Thái đỏ hay là xanh là 39.000 đồng một ly. Cái món hủ tiếu trộn thì vị ăn ngon nhưng mà hủ tiếu hơi dai kiểu chưa chín tới, các loại gia vị sẽ để riêng ha. Khi nào mà các bạn ăn sẽ trộn lại với nhau theo ý thích. Cái món xiên heo nướng thì ngon nhưng mà cái chén nước chấm vì giống như nước kho quẹt, Phúc lỡ tay chan lên nên thịt mặn lè. Cái món thịt này thì ăn kèm với đu đủ bào sợi nha. Món thứ ba là gỏi xoài cá trê, ăn thử thịt cá trê chiên rất là ngon cho đến khi chan tiếp chén nước chấm lên không biết sao cũng mặn lè luôn. Cái món này thì các bạn trộn xoài với lại cá trê chiên kèm hành tím đậu phộng lên ăn chung nha. Phần xôi xoài khá là ngon, có chén nước cốt dừa ăn kèm với lại dừa nạo sấy muối mè đậu phộng nữa. Trà sữa thì vị uống ngon lắm nha nhưng mà hơi ít, nóng một phát hết trơn luôn. Hy vọng sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video review tiếp theo.